Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đến với clip ngày hôm nay, Duy sẽ cho các bạn xem sự giống nhau cũng như là khác nhau giữa hai chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG và Mercedes-Benz C300 AMG. Thì đối với hai cái chiếc xe này á, thì có thể nói đây là hai chiếc xe mà hot nhất của Mercedes-Benz trong cái thời gian này, cũng giống như là cũng có rất là nhiều những các bạn là yêu cầu Duy là so sánh hai chiếc xe này. Đó, thì thật sự với hai cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG và E300 AMG thì nó chênh nhau tới đúng 1 tỷ đồng luôn các bạn. Nhưng mà hai chiếc xe này thì nó cũng có rất là nhiều những cái điểm gần như là sử dụng chung với nhau, chỉ có điều là cái giá nó chênh nhau 1 tỷ thôi. Ok, thì nó sẽ giống nhau như thế nào và khác nhau thế nào thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem hai chiếc xe này thật là chi tiết nha. Ok các bạn. Và đây là hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG màu trắng và chiếc xe E300 AMG màu đỏ. Thì với hai chiếc xe này thì chênh lệch nhau đúng 1 tỷ đồng, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống nhau như thế nào và khác nhau thế nào. Thì bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem thật là chi tiết nó nha. Thì đầu tiên khi đứng ở trước phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là cái phần cản trước của chiếc xe C300 này với lại cái cản trước của cái E300 thì thiết kế gần như là giống nhau luôn các bạn, chỉ khác nhau một điểm nhỏ thôi. Đó, chẳng hạn như là các bạn thấy là ở phía trước ở chỗ khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái thanh nhựa ngang, thì E300 của chúng ta cũng như vậy. Đó, chỉ có điều là thiết kế hơi khác một chút xíu thôi. Và ngoài ra thì cái chiếc xe C300 á, được thiết kế theo kiểu dạng mà ngoại thất AMG thiết kế mới bây giờ. Cho nên các bạn sẽ thấy là ở cái phần mà cản trước này nó sẽ có một cái lỗ thông gió ở đây. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạy tốc độ cao thì gió sẽ luồn qua đây, tạo cảm giác rất là khí động học cho chiếc xe. Đó, qua ngoài ra thì cái phần mà làm cho cái đầu xe của chiếc xe C300 AMG này trông coi như là bắt mắt hơn, cũng như là đập vào mắt mà người đi đường nhiều nhất, Duy nghĩ đó chính là cái phần mà lưới tản nhiệt này. Thì với phần lưới tản nhiệt dạng viên kim cương thì các bạn sẽ thấy nó vô cùng ấn tượng cho chiếc xe C300 AMG ở phần đầu xe. Nhưng mà cái E300 AMG thì chúng ta lại thiết kế theo dạng lưới tổ ong kiểu truyền thống. Đó. Và cái mà làm cho cái phần đầu xe của chiếc xe C300 cũng như là cái chiếc xe E300 này mà có thể nói đây là cái phần đáng tiền nhất, đó chính là cái cặp đèn pha multi-beam LED ở đây. Đó, đây là cái cặp đèn pha multi-beam LED của cái C300 AMG. Thì các bạn thấy là ở bên trong có một cái cụm đèn LED rất là to và hai cái cụm đèn LED nhỏ. Đó, được thiết kế rất là đẹp luôn. Khi mà chúng ta nhìn vào chiều ngang thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự gọi là giống như là bố trí theo dạng bậc thang á các bạn. Đó, đầu tiên là ngắn hơn và dài, sau đó là sẽ dài hơn. Đây là cái cụm đèn mà có 84 bóng LED ở bên trong, đây là cái cụm đèn to nhất nè các bạn. Đó, khi mà chúng ta nhìn thẳng vào trong cái đèn thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái ống đèn màu xanh xanh trông rất là đẹp. Và bên trong này nó có ghi là số 84, có nghĩa là 84 bóng LED. Và ở đây sẽ có chữ là multi-beam LED ở đây. Thì đây là cái cặp đèn pha thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, cũng như là nó có tổng cộng 9 tính năng của đèn thông minh. Nó sẽ phù hợp trên tất cả những cái loại đường phố, nào là đường nông thôn, đường thành thị, hoặc là khi đi trời mưa, hoặc cái đường cao tốc, hoặc là những cái đoạn đường khác nhau, thì cái chiếc xe nó sẽ điều chỉnh cái lượng ánh sáng phân bổ khác nhau cho từng cái loại đường xá. Đó, thì cái E300 của chúng ta cũng sẽ
với cái những tính năng đèn tương tự như vậy, nhưng có điều là nó sẽ bố trí là bên trong nó sẽ khác một xíu thôi. Thật sự khi nhìn vào cách bố trí các bóng LED ở bên trong của chiếc xe E300 và cách bố trí các bóng LED ở bên trong chiếc xe C300 thì Duy vẫn thích cái cách bố trí những bóng LED ở bên trong của chiếc xe C300 hơn. Tại vì khi mà nhìn vào những cái cách bố trí đó thì Duy cảm thấy nó rất là tương lai và cực kỳ hiện đại luôn. Đó, và một cái điểm mà nhận biết được khi mà chiếc xe C300 và E300 lăn bánh ở ngoài đường từ xa thì các bạn có thể nhìn vào cái bóng LED chạy ban ngày ở đây. Thì đối với cái chiếc E300 á, hoặc là nói chung là dòng xe E-Class nói chung á, thì sẽ có hai cái mí ở đây. Các bạn sẽ thấy nè. Đó, các bạn sẽ thấy không? Đây, hai cái mí này nó sẽ sáng lên cái đèn màu trắng khi mà chạy ban ngày. Còn đối với cái chiếc xe C300 á, thì nó sẽ sáng lên là một mí đèn LED, một mí bóng đèn LED ở đây. Đó, khi mà chúng ta đi từ xa thì chúng ta sẽ nhận biết được điều này từ phía trước. Đó, tiếp theo nữa là đối với phần logo của chiếc xe C300 á, thì cái logo của C300 thì được thiết kế rất là to, cũng như là ở chỗ này là cái mặt kính các bạn nha, một miếng kính màu đen, cho nên là khi mà chúng ta nhìn á, và chúng ta sẽ thấy là cái logo này có một cái chiều sâu nó rất là đẹp luôn. Đó, và cái E300 á, thì lại được thiết kế theo dạng logo nổi từ trước tới giờ truyền thống của Mercedes-Benz. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ không có một miếng kính nào ở đây hết. Đó, và trước đầu xe nữa chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái camera. Đó, đây là cái camera phía trước dành cho cái camera 360 độ của chiếc xe E300 này. Và cái chiếc xe C300 của chúng ta cũng sẽ có tương tự. Đây các bạn. Đó, thì về phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là hai cái sự khác biệt giữa hai cái chiếc xe thật sự không nhiều đúng không các bạn. Thì đèn nó sẽ giống nhau rồi, chỉ có điều khác là một vài cái chi tiết nhỏ thôi. Đối với những chiếc xe Mercedes-Benz bây giờ thì các bạn sẽ thấy là có cùng chung một cái ngôn ngữ thiết kế giống nhau, cho nên là các bạn thấy là cái chiếc xe C300 với lại cái E300 thì thiết kế gần như là giống nhau đúng không ạ? Có nghĩa là khi chúng ta nhìn từ bên hông nè, chúng ta sẽ thấy là cái C300 nó có hai cái đường gân dập nổi chạy dài từ trước phía sau, thì cái E300 cũng sẽ được thiết kế y như vậy luôn. Ngoài ra thì cái cụm gương chiếu hậu á, được thiết kế theo dạng bo tròn và có tích hợp xi nhan ở đây. Đó, cả hai xe thì đều giống nhau ở phần gương chiếu hậu luôn. Đó, thì cái điểm nhận diện giữa hai chiếc xe này khi chúng ta nhìn từ bên hông á, thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt, đó chính là cái bộ mâm xe. Thì đối với cái chiếc xe C300 AMG thì được thiết kế cái bộ mâm là 5 chấu kép và được sơn bóng màu đen các bạn nhé. Mặt ngoài thì để lộ cái mặt nhôm kim loại. Thì đối với cái bộ mâm AMG này thì các bạn sẽ thấy là khá là quen thuộc, bởi vì trên chiếc xe GLE cũng như là những cái dòng xe GLS cũng sẽ được thiết kế cái bộ mâm tương tự như thế này. Đó, đến gần hơn một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là đây là cái thông số của cái lớp xe, đó là lớp 225/45 R18, có nghĩa đây là cái bộ mâm AMG 18 inch, đến từ cái thương hiệu là Bridgestone. Thì đây là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng về sản xuất lớp xe. Đó, còn đây là cái bộ mâm của cái chiếc xe E300 AMG. Thì E300 AMG cũng sử dụng cái bộ mâm thể thao và được sơn đen bóng và để lộ cái mặt nhôm kim loại ở bên ngoài. Thì các bạn sẽ thấy là hai cái phần thiết kế giữa hai cái mâm AMG này gần như là giống nhau luôn. Chỉ có điều là cái kiểu dáng của nó sẽ thiết kế khác nhau một chút xíu thôi. Đến gần hơn một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có thông số của cái lớp đây là 245/40 R19, có nghĩa là cái lớp xe này đang là cái lớp xe 19 inch, cái mâm xe 19 inch có nghĩa là to hơn 1 inch so với cái mâm xe của cái xe C300. Để đi xem coi cái thương hiệu lớp xe này đến từ thương hiệu nào. Đây là cái thương hiệu Pirelli các bạn nhé. Thì thương hiệu Pirelli này là bữa rồi Duy có cho các bạn xem trên các chiếc xe GLC 300 phiên bản nhập khẩu á, thì cũng sẽ sử dụng cái lớp xe của Pirelli. Đây là cái lớp xe đến từ Ý. Và cả hai chiếc xe này đều là sử dụng cái lớp xe Runlast của các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây có chữ Runlast. Đó, Runlast thì các bạn biết là đây là một cái lớp xe được thiết kế là nó khá là dày ở bên hông, có nghĩa là khi mà chúng ta cán đinh, xe vẫn cho phép chúng ta chạy được, hoặc là khi mà chúng ta đi tốc độ cao, chúng ta sẽ không sợ bị nổ lớp hoặc là bị mất áp suất đột ngột, nó sẽ bị mất lái. Thì đối với hai cái lớp xe này thì khi mà chúng ta đi tốc độ cao thì chúng ta sẽ yên tâm cái phần đó.
Ok, khi đứng từ bên hông xe nữa thì chúng ta sẽ thấy là có một cái điểm giống nhau nữa, đó là hai chiếc xe này đều được thiết kế là có cái tính năng là lock cửa thông minh, có nghĩa là trên tay nắm cửa các bạn sẽ thấy là có chi tiết mạ chrome ở đây, có nghĩa là khi mà chúng ta lock cửa thì chúng ta chỉ việc chạm vào đây là lock cửa, và khi chúng ta chạm vào đây nó sẽ mở cửa. Thì cả C300 và E300 đều có cái tính năng này. Đó, các bạn sẽ thấy nha. Tiếp theo nữa là do C300 AMG và E300 AMG này được trang bị cái gói là night package, cho nên là các bạn sẽ thấy là ở phần những cái phần nẹp của cái cửa nè, nó sẽ được sơn màu đen bóng luôn. Cái E300 của chúng ta cũng sẽ như vậy. Ngoài ra nữa là một cái sự mà khác biệt nữa mà cái chiếc xe C300 lại có nhưng mà cái E300 của chúng ta không có, đó chính là cái khoang cách nhiệt phía sau màu tối. Đó, các bạn sẽ thấy không? Ở đây. Đó, cái khoang sau này là được màu tối sẵn luôn các bạn nha, chứ không phải là dán phim nó màu tối đâu. Đó, cái bởi vì là Mercedes-Benz đã trang bị cho cái xe này là cái kiến cách nhiệt màu tối ở phía sau rồi. Đó, nó đi chung với cái gói là night package. Nhưng mà đối với cái E300 này thì ở khoang sau này vẫn là cái kiến giống như ở phía trước, bởi vì do cái chiếc xe màu đỏ gì đang để ở đây á, là được dán phim cách nhiệt rồi, cho nên là các bạn hơi khó phân biệt được cái điểm này, khác nhau giữa hai cái điểm này. Nhưng mà nếu mà cái chiếc xe này chúng ta không dán á, thì cái kiến phía trước và kiến phía sau nó sẽ cùng chung màu với nhau luôn. Nó kể cả cái kiến sau cùng luôn các bạn. Đó, thì đây là một cái điểm mà trên cái chiếc xe C300 có nhưng mà cái chiếc xe E300 của chúng ta lại không có. Ok, đi tiếp ra phần phía đuôi xe đi. Khi mà nhìn vào phía đuôi xe thì các bạn sẽ thấy đây là cái chiếc xe C300 nè. Đó, ngoài ra đây là cái chiếc xe E300, thì hai phần đuôi xe này các bạn sẽ thấy là thiết kế na ná giống nhau luôn. Nó sẽ không khác nhau gì hết á. Đó, y chang nhau luôn các bạn nha. Chỉ có điều là cái phần đèn phía sau nè thì nó sẽ được thiết kế lại, thì khi mà chúng ta đi vào buổi tối thì các bạn sẽ thấy là cái đèn phía sau này nó sáng lên hình chữ C, nó rất là đẹp. Thì bên trong này nó được thiết kế ở trong là những cái bóng led dạng mà đèn ống á các bạn. Cái đó cũng là một cái điểm nên nhận biết được chiếc xe C300 khi mà chúng ta đi vào buổi tối. Do là chiếc xe C300 AMG này được sở hữu cái body kit của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy ở cái phần cản dưới ở phía sau này nó sẽ có một cái chi tiết ở đây. Đó, thì cái chi tiết này có tác dụng là trang trí thôi các bạn. Trang trí thôi, bởi vì là cái cản xe mà chúng ta chỉ cần thiết kế nhỏ lại một chút xíu đó ở đó thôi, thì các bạn sẽ thấy là tăng thêm cái sự thể thao cũng như là cái tính thẩm mỹ cho chiếc xe này. C300 thì được trang bị cái bô kép ở đây. Đó, ngoài ra thì ở giữa hai cái bô này thì sẽ được có một cái chi tiết là phớt tán gió. Thì đối với tất cả những cái dòng xe mà sở hữu cái body kit của AMG thì sẽ đều được có những cái thiết kế dạng phớt tán gió như thế này, để tăng thêm cái khí đồng học cũng như là cái sự thể thao của chiếc xe C300 này. Ngoài ra thì cái E300 của chúng ta sẽ tương tự các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Vẫn là bô kép, vẫn là có những cái chi tiết khóa tán gió ở dưới. Ngoài ra thì một cái chi tiết là mà cái E300 có mà cái C200 không có, chỉ là một chi tiết nhỏ là các bạn, ở đây. À, ở đây thì nó có một cái gọi là dạ quang ở phía sau. Nên khi mà chúng ta đi buổi tối mà đèn rọi vào đây thì chỗ này nó sẽ sáng lên thôi. Và cái C300 của chúng ta lại không có cái chi tiết dạ quang như thế này. Ngoài ra thì trên cái cản sau của cái chiếc xe E300 á, thì các bạn lại không thấy cái chi tiết mà được thiết kế giống như ở đó. À, thì thật sự đối với cản sau của chiếc xe C300 này Di lại thấy thích hơn so với cái cản sau của chiếc E300 luôn. À, còn các bạn thì như thế nào? Các bạn hãy cho Di biết nha. Ok, thì cả hai cái phần đuôi xe này thì được thiết kế theo dạng là thể thao, cho nên là các bạn sẽ thấy cũng gần như giống nhau thôi. Ở đây thì có chữ C300, còn ở đây là có chữ AMG. Thì cái E300 của chúng ta vẫn được thiết kế giống nhau. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp lên bên trong xe nha. Khi mà mở cái cốp lên thì các bạn sẽ thấy là cái E300 này thì do cái kích thước của cái chiếc xe nó rộng hơn, cho nên là cái cốp xe nó cũng rộng hơn của cái C300. Ngoài ra thì ở trên đây nó sẽ có hai cái chi tiết là hai cái nút bấm. Nút này đây là cái nút mà chúng ta để đóng cốp nè, còn cái nút này là chúng ta để mà khi mà chúng ta mà có cái chìa khóa bên ngoài ta bấm nút có hình ổ khóa thì cái cốp xe sẽ tự động đi xuống cũng như là lóc cửa luôn. Nó sẽ tiện lợi hơn. Ở đây thì sẽ có cái chi tiết là gập cái ghế hàng ghế phía trước nè các bạn. Ở đây cũng vậy.
Đó thì chúng ta khi mà chúng ta chở đồ nhiều quá thì chúng ta có thể là gập cái ghế này lại thông ra phía trước luôn, hoặc là khi trường hợp mà chúng ta đi mà chúng ta mua trái cây hoặc là những cái đồ gì mà cần cho cái không khí lạnh từ phía trước chuyển ra phía sau thì chúng ta có thể gập ghế lại để cho không khí lạnh từ phía trước chuyển ra phía sau để đồ đạc của chúng ta nó tránh bị hư. Ok. Do cái E300 sử dụng cái lớp xe run lát cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ cũng không có cái bánh xe dự phòng. Đó, chỉ là cái cốp trống thôi các bạn nha. Ok, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên trong cái cốp của cái chiếc xe C300. Khi mở cái cốp của C300 lên thì chúng ta mặc dù chúng ta thấy cái cốp của cái chiếc C300 này nó khá là rộng luôn, nhưng mà không thể nào rộng bằng cái chiếc E được rồi. Bởi vì là cái E của chúng ta kích thước nó to hơn, nó dài hơn mà. Thì ở đây vẫn có hai cái nút bấm. Thì đối với cái chiếc xe C300 á, thì cái nút bấm được thiết kế ở phía bên tay trái, và cái E300 thì nãy các bạn thấy là nó được thiết kế bên tay phải. Thì hai cái nút này nó có tác dụng giống nhau thôi, nó cũng không khác gì. Ok, ở đây vẫn có hai cái chi tiết để gập ghế nè, để gập ghế hàng ghế trước. Giống nhau các bạn nha, không khác nhau. Vẫn là cái cốp xe trống, bởi vì là C300 cũng như E300 đều được trang bị cái lớp xe runlet, không cần cái lớp xe cua các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ đóng cái cốp lại. Trên tay của Duy bây giờ đây là cái chìa khóa của hai chiếc xe C300 AMG và E300 AMG. Thì đối với hai cái chìa khóa này có cùng một cái thiết kế giống nhau các bạn. Đây là cái chìa khóa thiết kế mới của Mercedes-Benz bây giờ. Đó, thì sự khác nhau giữa hai cái chìa khóa này đó là cái chìa khóa của chiếc chassis á, thì được thiết kế bằng cái chi tiết nhựa mờ, còn cái E300 thì được lại thiết kế theo cái chi tiết là nhựa bóng. Thì chỉ khác nhau là như vậy thôi các bạn. Phía sau cũng vậy. Đó, phía sau giữa hai cái chìa khóa này cũng vậy thôi. Ok, thì đối với hai cái chiếc xe là C300 AMG và E300 thì chúng ta đều có tính năng là đá cốp tự động, cho nên chúng ta chỉ việc đá ở đây thì cái cốp xe sẽ tự động bung lên. Đó, các bạn thấy không? Và khi chúng ta đá cốp ở đây thì cái cốp xe cũng sẽ tự động đóng xuống. Thì do là trên tay của Duy đang cầm hai cái chìa khóa cho nên là chúng ta mới thực hiện được cái thao tác đá cốp tự động này. Ok, bây giờ đi Duy thử cho cái chiếc xe E300 này nha. Đó, các bạn thấy không? Đóng cốp lại. Thì có rất là nhiều cái anh chị khách hàng khi mà gọi cho Duy á, nói là cái đá cốp nó sẽ không được nhạy, hoặc là cái đá cốp nó bị lỗi đá nhiều lần nó mới gọi là bật lên được. Thì thực sự các bạn do khách hàng chưa có hiểu rõ cái cảm biến, vị trí đặt cảm biến, cho nên là khi mà chúng ta đá cốp á, chúng ta phải đá ngay ở chính giữa và đá một cách dứt khoát thì cái cốp chúng ta sẽ tự động bung lên thôi. Đây, chẳng hạn Duy sẽ thử lên một lần nữa. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần một cái thôi là cái bóp cốp chúng ta sẽ tự động bung lên rồi, chứ chúng ta không có cần phải đá qua đá lại nữa. Đó, các bạn thấy không? Thì Duy đá 10 cái thì chắc cũng là thực hiện được 9 cái rồi. Thì trừ một cái nó không đá được thôi. Ok, thì trước khi đi vào cái khoang nội thất của cái hai chiếc xe này thì Duy sẽ bổ sung thêm một điều nữa, đó là cái hệ thống treo xe của chiếc xe Mercedes-Benz C300 này là sử dụng hệ thống treo Active Body Control. Có nghĩa là cái hệ thống treo này nó vẫn có can thiệp của hệ thống điện. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường khác nhau hoặc là những chế độ xe khác nhau thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống treo xe này. Thì nó sẽ có 3 cái chế độ, là chế độ Comfort, Sport và Sport cộng. Thì chẳng hạn khi mà chúng ta lái chế độ Comfort thì cái phuộc chúng ta sẽ mềm hơn, êm ái hơn. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang lái chế độ Sport hoặc là Sport cộng thì cái phuộc xe chúng ta sẽ cứng hơn, để tăng cái cảm giác lái cũng như là cái sự ổn định khi xe chúng ta vào cua. Thì đối với cái chiếc xe E300 á, thì cái hệ thống treo là vẫn là cái hệ thống treo Agility Control thôi. Đây là cái hệ thống treo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz. Thì thật sự Duy vẫn thích cái hệ thống treo của cái chiếc xe C300. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoảng bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này trước. Ok, khi mà chúng ta mở cửa ra thì chúng ta sẽ thấy là cái chiếc C300 AMG này thì được thiết kế cái nội thất cực kỳ thể thao và cực kỳ trẻ trung luôn á các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái vô lăng nè, thì đây là cái vô lăng AMG cho nên các bạn sẽ thấy là cái đáy là đáy bằng.
Đó, cho nên là các bạn biết rồi, thì cái đáy bằng thì lúc nào nó cũng sẽ là tăng cái cảm giác lái khi mà chúng ta lái vẫn thích hơn so với cái vô lăng tròn rất là nhiều. Thì thực sự có nhiều khách hàng mà mua cái chiếc xe C200 thôi các bạn, nhưng mà như thấy cũng có nhiều khách hàng đổi sang cái dạng cái vô lăng đáy bằng như thế này. Đó, bởi vì là thực sự khi mà lái cái vô lăng đáy bằng này thì vẫn thích hơn. Ở đây thì có cái chi tiết là chỉnh cửa nè, và nhớ ghế nè. Và ở đây là cái hệ thống loa Boommaster của chiếc xe C300 AMG. Thì C300 AMG thì hãy sử dụng cái hệ thống loa là Boommaster 13 loa, công suất là 590W. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem bên trong của cái chiếc xe này chi tiết hơn. Ok, bây giờ Di sẽ nổ máy lên nha. Đó, khi mà chúng ta nổ máy lên á, thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình tablo của chiếc xe C300 này nó sẽ sáng lên, bởi vì đây là cái màn hình dạng màn hình điện tử các bạn, Contomat dạng màn hình điện tử, cho nên các bạn thấy không, nó rất là đẹp. Và ngoài ra chúng ta có thể là thay đổi được những cái thiết kế của cái màn hình này, chẳng hạn như là Di thích cái kiểu truyền thống thì Di sẽ chọn ở đây truyền thống, thì cái màn hình chúng ta sẽ đổi theo dạng đồng hồ truyền thống. Còn nếu mà Di thích cái chế độ khác thì Di sẽ chọn chế độ khác thôi, để cấp tiếng đi. Đó, thì cấp tiếng thì các bạn sẽ thấy nó nhìn cái màn hình của xe của chúng ta có thể tương lai hơn, nhìn nó có chiều sâu hơn, đúng không ạ? Ok, thì các bạn thích cái màn hình nào thì các bạn có thể chọn thôi. Nó khá là đơn giản. Khi mà chúng ta chọn thay đổi cái kiểu dáng của màn hình tablo ở đây, thì ở cái phần màn hình giải trí ở giữa cũng sẽ thay đổi theo giống luôn các bạn nha. Đó, thì do là chúng ta thay đổi chế độ cấp tiếng cho nên các bạn thấy ở đây nó được thiết kế theo cái phối màu cam. Ở đây cũng vậy. Ok, cái màn hình của cái chiếc xe C300 này thì đây là cái màn hình tablo các bạn nha, 12,3 inch. Đó, còn đây là cái màn hình mà để chúng ta có thể là cài đặt những cái tính năng của xe, cũng như là radio hoặc là hệ thống giải trí nghe nhạc. Thì cái màn hình này rộng là 10,25 inch. Đó, 10,25 inch, nó rất là dài các bạn thấy không, và cực kỳ sắc nét luôn. Thì bởi vì đây là cái hệ điều hành mới của Mercedes-Benz cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần màn hình này nó cực kỳ sắc nét luôn, và ngoài ra là nó có bằng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng này rất là dễ và cực kỳ thân thiện luôn. Đó, chẳng hạn như khi chúng ta muốn mà cài đặt những cái tính năng gì đó thì chúng ta có thể là bấm cái nút Home ở đây. Đó, trên vô lăng này các bạn, thì nó sẽ tự động chuyển sang cái menu là để chúng ta cài đặt thôi. Chẳng hạn như muốn cài đặt cái đèn xe đi, thì sẽ vào cái phần phương tiện nè, và chúng ta sẽ chọn cái phần cài đặt đèn. Như thế là chúng ta sẽ chỉnh được những cái đèn về trang trí nội thất, hoặc là những cái đèn chiếu sáng ở bên ngoài, bên trong xe. Đó, rất là dễ, đơn giản đúng không ạ? Thì thật sự đối với cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt này á, thì nó sẽ coi như là dễ sử dụng hơn rất là nhiều, và khách hàng cũng không phải gọi là quá khó khăn trong cái việc sử dụng. Chỉ cần dành một chút cái thời gian để mà chúng ta thao tác thường xuyên thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng trơn tru cái hệ thống giải trí này. Ok, thì do cái chiếc xe C300 AMG thế hệ mới này thì được trang bị cái đèn nội thất là 64 màu, cho nên là chúng ta có thể thay đổi được rất là nhiều màu khác nhau, cũng như là khi mà chúng ta đi vào buổi tối á, thì cái nội thất của chiếc xe C300 này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ấn tượng. Thì C300 được thiết kế lô dạng thác đổ các bạn, sẽ thấy nè, ở đây. Thì đây là cái kiểu thiết kế mà cũng như là mới bây giờ của Mercedes-Benz, hầu như là trên dòng xe GLC hoặc là trên cái dòng xe E-Class, một lát nữa Di sẽ cho các bạn xem, thì nó cũng có cái thiết kế gần giống như thế này. Ok, ở đây thì nó sẽ có cái cụm mà để chúng ta để điều khiển cái màn hình này. Đây, cái này con chuột cảm ứng các bạn nha. Ở đây, còn chế độ lái chúng ta có thể thao tác thay đổi ở đây. Thì xe này có 5 chế độ lái, cho nên các bạn có thể chuyển ở đây nè. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi chế độ lái nè. Nào là Eco, Comfort, Sport, Sport Cộng và chế độ lái In Video theo sở thích lái cá nhân. Thì cái này Di đã cho các bạn xem, cũng giải thích cho các bạn xem khá là nhiều ở những cái clip trước rồi. Thì Di cũng sẽ không nhắc lại ở cái phần mà chế độ lái của chiếc xe này. C300 thì được trang bị cái hệ thống lái, hệ thống đậu xe tự động, cho nên là
khi mà chúng ta muốn đậu xe tự động, chúng ta chỉ việc bấm vào đây thôi. Nếu các bạn nào mà chưa có xem hoặc là chưa có biết cái hệ thống đậu xe tự động của xe Mercedes thế hệ mới bây giờ thì các bạn có thể là xem cái link Di sẽ để ở đây để mà các bạn xem. Đó, các bạn sẽ biết và hiểu rõ hơn về cái hệ thống đậu xe thế hệ mới này của Mercedes-Benz. Nó cực kỳ tiện lợi và cực kỳ thông minh luôn. Thì nó sẽ rất là phù hợp cho những anh chị nào mà coi như là vừa mới biết lái xe, thì Di nghĩ là cực kỳ thích cái tính năng đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz. Bởi vì hầu như nó đã làm hết cho chúng ta tất cả rồi. Chúng ta chỉ việc là tắt máy và đi xuống xe thôi. Nó quá tiện lợi luôn á. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cửa sổ trời. Do cái xe Mercedes-Benz C300 á, thì chỉ được trang bị cái cửa sổ trời phía trước thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây, cửa sổ trời ở đây, nó có một cái tấm để chúng ta kéo vào kéo ra bằng tay nè. Còn nếu mà khi mà chúng ta muốn mở cái cửa sổ trời này ra thì chúng ta chỉ việc bấm ở đây, thì cái cửa sổ trời chúng ta sẽ tự động mở ra. Đó, tương tự ngược lại thì chúng ta sẽ đóng ở đây. Đây thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết để sạc điện thoại không dây ở đây. Các bạn thấy không? Ở đây sẽ có một chi tiết sạc điện thoại không dây nè. Thì cái này Di cũng đã giới thiệu cho các bạn xem rồi. Thì ở đây là một cái USB để chúng ta kết nối cái hệ thống Apple CarPlay. Khi mà chúng ta kết nối Apple CarPlay cái điện thoại của chúng ta vào thì những cái app trên điện thoại của chúng ta nó sẽ hiện lên trên màn hình này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng hơn trong cái việc là giải trí, nghe nhạc hoặc là kể cả sử dụng cái bản đồ Google Maps. Thì thực sự cái hệ thống Apple CarPlay của chiếc xe Mercedes-Benz bây giờ thì Di cực kỳ thích luôn. Bởi vì là Di là không có rành đường xá ở Sài Gòn nhiều lắm, cho nên là khi mà đi ở Sài Gòn thì bắt buộc Di phải bật cái Google Maps lên và nó hiện lên trên màn hình này, rất là dễ để chúng ta lái xe. Ok, hoặc là những trường hợp mà Di đến mà gặp khách hàng ở nhiều cái quận huyện khác nhau á, thì Di hiểu việc là nhập cái địa chỉ lên trên cái điện thoại và sau đó trên cái điện thoại nó sẽ truyền cái hình ảnh lên trên đây và chúng ta có thể là sử dụng một cách rất là dễ dàng và nhanh gọn. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào khoang sau của chiếc xe này nha. Ở khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này thì chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có một cái rèm để chúng ta kéo tay ở đây. Các bạn thấy không? Đó. Ở đây thì cũng có cái loa Bumaster ở đây. Ngoài ra thì cái khoang sau nổi bật của cái khoang sau của chiếc xe C300 AMG này có, nhưng mà những cái dòng xe C200 hoặc là C200S Lucy không có, đó chính là cái hệ thống điều chỉnh cái máy lạnh ở phía sau. Đó, bởi vì là do cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này được trang bị hệ thống máy lạnh là 3 vùng tự động. Đó, các bạn sẽ thấy điều chỉnh máy lạnh ở đây các bạn nha. Ngoài ra thì ở chi tiết ở phía sau của chiếc xe C300 này thì nó sẽ không có cái rèm điện. Không có rèm điện ở phía sau các bạn nhé. Bởi vì đây là cái kính cách nhiệt rồi, màu tối rồi, cho nên là Mercedes-Benz cũng không cần phải trang bị thêm cái màn chỉnh điện ở đây. Thì đối với cái khoang phía sau của chiếc xe C300 này thì nó cũng khá là vừa phải, cũng không phải là quá rộng, cũng không phải là quá chật, nó cũng đủ. Nếu mà những cái khách hàng anh chị mà cao khoảng tầm 1m75 á thì chúng ta ngồi vẫn thoải mái ở khoang sau. Ok. Bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG. Xem cái nội thất của chiếc xe E300 AMG này nó có khác nhiều hơn so với cái chiếc xe C300 AMG hay không. Ok, đây là khoang nội thất. Khi mà mở cửa ra thì chúng ta phải lại thấy là cái vô lăng. Cái vô lăng của chiếc xe C300 và chiếc xe E300 này thì hoàn toàn giống nhau 100% luôn các bạn. Không khác gì hết, đều là vô lăng thể thao và đáy bằng thôi. Ở đây thì vẫn có là cái công tắc chỉnh ghế nè, sẽ giống nhau và có 3 vị trí nhớ ghế luôn. Có điều là đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 á, do đây là cái chiếc xe mà Mercedes-Benz thiết kế ra cũng dành cho người ngồi sau, cho nên các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái chi tiết mà để chỉnh ghế nè. Đó, đây là cái chỉnh ghế bên phía tay phải các bạn nha. Các bạn thấy có chữ R không? Đây là Right. Khi mà các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể là chỉnh cái ghế bên đây, nó sẽ di chuyển. Để trong trường hợp mà ví dụ như là chúng ta có người ngồi phía sau hoặc là sếp của chúng ta ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chỉnh cái ghế này và chúng ta không cần phải chồm người qua bên kia để chỉnh. Chúng ta chỉ việc chỉnh ở đây thôi là cái ghế của chúng ta đã điều chỉnh rồi. Thì cái khoang sau cho nó rộng rãi hơn để sếp chúng ta ngồi nó thoải mái hơn. Vậy thôi, khi mà chúng ta chỉnh xong rồi thì chúng ta bấm nút này là xe tắt. À, vậy thôi.
thì nó chỉ khác ở một cái chi tiết trên cửa giữa cái C300 và cái E300 là như thế này. Ngoài ra thì ở trên cửa này nó có một cái loa Boommaster, thì đây là cái hệ thống loa giống như của cái C300, vẫn là loa Boommaster 13 loa và công suất là 590W giống nhau. Thì cả hai cái hệ thống âm thanh này nó là một thôi các bạn, không khác gì hết. Ok, ở đây vẫn là những công tắc mà chỉnh gương, chỉnh kiến. Đó, rất là giống nhau, không khác gì hết. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn thấy một cái sự khác biệt nhau nữa. Đó chính là ở đây các bạn sẽ thấy có một cái hình chiếc xe và có chữ Y nè. Y là có nghĩa là information, thông tin đó các bạn. Đây là hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Thì cái xe C300 của chúng ta sẽ không có cái option này. Ok, bây giờ Duy sẽ nổ máy lên. Ok, sorry, Duy quên để cái chìa khóa bên đây. Duy sẽ lấy cái chìa khóa qua. Ok các bạn, thì khi mà nổ máy của xe khi mà nổ máy cái E300 này á, thì các bạn sẽ thấy đây là cái khoang nội thất, nó cực kỳ tiện nghi và cực kỳ hiện đại luôn. Tại sao mà cái chiếc xe E300 này nó mắc hơn cái chiếc xe C300 tới 1 tỷ, thì các bạn sẽ thấy cái phần nội thất này nó sẽ thể hiện cái điều đó. Đó, thì cái E300 được thiết kế cái dạng màn hình táp lô là hai cái màn hình nó liền nhau luôn các bạn. Đó, cả hai cái màn hình này đều là 12.3 inch và kéo dài từ bên trái qua bên phải luôn, rất là đẹp, các bạn thấy không? Ngoài ra thì cái xe E300 này thì được bên trong cũng có là 64 màu đèn viền nội thất, nhưng mà cái đèn viền nội thất của cái chiếc xe E300 này á, Duy cảm giác là nó sẽ sáng hơn thì phải, nó sẽ sáng hơn cái E300 một chút xíu. Và ngoài ra thì tại vì các bạn biết tại sao nó sáng hơn nhiều không? Tại vì là do cái chi tiết mà thiết kế cái đèn này á, thì nó kéo dài từ cái cửa bên đây luôn nè, qua tới tận cái cửa bên đây luôn. Cho nên là cái chi tiết mà đèn LED nó sẽ thiết kế nhiều hơn, cho nên các bạn thấy nó sẽ sáng hơn thôi. Nhưng mà thật sự cái độ sáng của bóng đèn LED này nó vẫn giống nhau thôi các bạn. Ngoài ra thì ở trên đây, trên cái phần màn hình nè, ở trên và dưới màn hình nó cũng sẽ có đèn LED luôn. Cho nên là chúng ta sẽ thấy nó sẽ sáng hơn một điều so với cái chiếc xe C300 là đương nhiên rồi. Nhưng mà khi mà ngồi vào cái ghế của chiếc xe E300 này thì Duy cảm thấy rất là thích. Thì công nhận một điều là sẽ thích hơn cái chiếc xe C300, bởi vì cái ghế này nó sẽ to hơn. Ngoài ra là cái xe E300 AMG này được sử dụng cái bộ ghế của da, cái ghế là ghế bằng da nắp 3, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó rất là mềm và cảm giác là ngồi nó rất là mát, rất là thích luôn á. Đó, thì cái E300 này thì thật sự cái chi tiết mai trên cái cửa, trên cái ghế các bạn rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn á. Đó, các bạn thấy không? Nó những cái đường mai nè, hoặc là những cái, nói chung là cái cách mà để thiết kế cho cái ghế này là cái ghế thể thao và ôm người. Chứ mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà 5 tiếng hay là nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng, Duy nghĩ là cũng sẽ rất là thoải mái, không phải là mệt mỏi đâu. Còn ở đây thì cái vẫn là cái dạng mà táp lô thiết kế theo cái dạng thác đổ ở đây. Nó cũng giống như là cái C300 vừa rồi Duy cho các bạn xem. Ở đây cũng có là một cái đồng hồ để chúng ta xem giờ, rất là giống. Ở đây là cũng là thiết kế những cái nút bấm để điều chỉnh máy lạnh, nó giống nhau hết luôn. Ở đây thì vẫn là cái chỗ chúng ta để sạc điện thoại không dây, cũng như là cái USB để kết nối Apple CarPlay. Ok, vẫn giống như cái chiếc xe C300. Ở đây cũng vậy các bạn, không khác nhau gì hết. Thì ngoài ra thì trong cái cốp xe này thì nó cũng có là để trang bị chúng ta sạc điện thoại, cũng như là USB để chúng ta có thể là kết nối thiết bị âm thanh. Ok, một cái sự khác nhau giữa cái khoang nội thất này đó là cái xe E300 á, thì lại trang bị cửa sổ trời toàn phần phía trước và phía sau luôn. Cho nên là các bạn sẽ thấy nè, nó rất là rộng nè, không, cả trước và sau luôn. Thì thật sự đối với cái chi tiết cửa sổ trời này thì như thấy là có trang bị cửa sổ trời toàn phần thì tốt, còn nếu mà không thì thôi cũng chả sao, bởi vì là cửa sổ trời thì ít khi mà chúng ta có thể sử dụng nhiều. Đó, Duy sẽ đóng cái rèm lại. Ok, bây giờ quay lại cái màn hình đi. Hồi nãy Duy không có nói nhiều tới màn hình, bây giờ Duy xin bổ sung thêm. Thì cái màn hình của chiếc xe E300 này thì sử dụng cái hệ điều hành giống như trên cái chiếc C300 luôn, nhưng mà nó có một
cái nữa đó là nó có command online, có nghĩa là chúng ta có thể là kết nối được internet ở đây trên cái màn hình này luôn. Và ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cái ngôn ngữ là tiếng Việt nữa, cho nên là sẽ thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn. Ok, kể cả navigation nè, các bạn thấy không? Có luôn. Mặc dù là xe chúng ta không cần phải kết nối Apple CarPlay, nhưng mà đối với cái E300 này thì vẫn trang bị cái cửa, trang bị cái hệ thống chỉ đường mặc định trên xe. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái khoang sau của cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 này. Tại sao nói là cái xe E-Class thì dành cho cái người ngồi phía sau, thì bây giờ Di sẽ mời các bạn vào khoang sau của chiếc xe này nha. Ok, thì khi mà ngồi khoang sau thì các bạn sẽ thấy đây. Thì cái khoang sau của chiếc xe E300 này thì thật sự nó sẽ rộng hơn rất là nhiều so với là chiếc xe C300. Thì một cái chi tiết nữa là đối với cái chiếc xe E300 này á, thì chúng ta có thể là chỉnh được cái nhiệt độ cũng như là hệ thống máy lạnh ở phía sau nó riêng biệt luôn. Và ngoài ra nó sẽ có khác một thiếu so với cái chiếc xe C300 là ở trên đây, trên cái cột chữ B này các bạn có thêm cái chi tiết là cửa gió ở đây. Đó, cả hai bên đều có. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C300 và cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG. Thì giữa hai động cơ này thì các bạn sẽ thấy về hình thức nó sẽ giống nhau 100%, và kể cả ở bên trong cũng sẽ giống nhau 100% luôn. Tất cả những cái gì liên quan đến phần động cơ của chiếc xe này thì hai chiếc xe này đều là một nha các bạn. Đó, chẳng hạn như là hệ thống tăng áp cũng là hệ thống tăng áp kép nè, giống nhau nè. Hộp số cũng là hộp số tự động 9 cấp. Đó, nói chung là hai cái chiếc xe này sử dụng chung một động cơ. Đó là động cơ 2.0 lít công suất là 258 mã lực. Và đặc biệt cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 này tăng tốc từ 0 đến 100 cây số trên giờ chỉ mất là 6,2 giây. Nhưng đối với chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này thì tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ chỉ mất 5,9 giây thôi. Có nghĩa là cái chiếc xe C300 này của chúng ta sẽ nhanh hơn 0,3 giây so với chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG. Bởi vì dễ hiểu thôi, đó là chiếc xe Mercedes-Benz E300 của chúng ta sử dụng chung động cơ với C300, nhưng mà về cái trọng lượng á, thì cái chiếc xe C300 á, thì nó lại nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn khoảng tầm 100 kg so với cái chiếc xe E300. Cho nên là cái việc tăng tốc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự sức nặng của chiếc xe. Ok. Vừa rồi Di cũng đã cho các bạn xem thật là chi tiết sự giống nhau cũng như là sự khác nhau giữa hai chiếc xe là Mercedes-Benz E300 AMG và Mercedes-Benz C300 AMG. Thì thật sự với hai cái chiếc xe này cũng chia sẻ khá là nhiều những cái option với nhau, cũng như là kể cả về mặt động cơ. Đó, thì với cái mức giá là trên nhau là 1 tỷ đồng thì các bạn có sẵn sàng bỏ thêm 1 tỷ nữa để lấy chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG hay không? Hay là tiết kiệm 1 tỷ để lấy chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG? Thì thực sự đây là một cái sự so sánh khá là khập khiễng bởi vì giữa dòng C và dòng E. Đó, nhưng mà Di cũng muốn đưa ra cái sự so sánh để mà cho các bạn nhận thấy được là giữa hai cái chiếc xe Mercedes-Benz tại sao gần như là giống nhau nhưng mà với cái mức giá là trên nhau 1 tỷ đồng. Đó, thì nếu mà phân vân chưa chọn được cái dòng xe nào thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại là 091 465 3979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.